để triển khai kế hoạch khôi phục và tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép của chính phủ. Sáng nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung vào một số nội dung như hướng dẫn phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với người lao động, người sử dụng lao động, người làm việc tại các đơn vị kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch và khách du lịch, hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, hướng dẫn quy trình phục vụ khách đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Để đảm bảo điểm đến an toàn, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ thực hiện ký cam kết về thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về công tác phòng chống dịch, đào tạo tập huấn cho nhân viên cũng như tuyên truyền các quy định đến các đối tác kinh doanh du lịch và khách du lịch, nhằm từng bước khôi phục trở lại ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn tại địa phương. Dịp này, Sở Du lịch Đà Nẵng đã công bố kế hoạch truyền thông về điểm đến Đà Nẵng trong thời gian đến, gồm chiến dịch Đà Nẵng Miss You, Đà Nẵng Nhớ Bạn từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10, và chiến dịch Đà Nẵng Is Back nhằm nhấn mạnh thông điệp Đà Nẵng đã sẵn sàng đón du khách trở lại, thời gian triển khai từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2020.